Vâng, tuy là bận rộn nhưng mà mình vẫn dành được thời gian để chăm sóc cho gia đình phải không ạ? Vậy thì Tùng Lâm cũng đang rất tò mò về gia đình nhỏ của mình đây. Chị Trung có thể giới thiệu nhiều hơn về gia đình của mình được không ạ? Gia đình mình thì có 4 người, trong đó là có 2 bé nhà mình, là bé đầu là học lớp 8 và bé thứ hai là học lớp 3. Ông xã nhà mình thì làm bộ đội. Vậy thì Thùy Dương là cô bé có cá tính như thế nào ạ? Bé nhà mình thì sống rất là vui vẻ và hòa đồng, bạn ấy biết yêu thương và chia sẻ với các bạn cùng trang lứa và đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Vâng, vậy thì hàng ngày Thùy Dương có hay chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống với mẹ của mình không ạ? Có chứ, mình luôn tạo. Ngập hồn em chờ mong.